Chào bà con. Hôm nay mời bà con đến một cái mô hình mà nuôi bò sữa rất là thành công. Ngoài cái chuyện là đã thu nhập được rất nhiều về sữa bò cũng như là bò giống. Thế nhưng mà gia đình ấy thì là lại chú ý đến phần môi trường. Hai nữa là cái nguồn mà thu nhập ấy lại đi từ một cái sản phẩm phụ. Đó là cái phân của con bò. Thế thì rất nhiều hộ là nuôi bò ấy, thế nhưng mà cũng không nghĩ đến đầu tư hoặc chưa mạnh dạn đầu tư. Thì hôm nay tôi chia sẻ với bà con là một cái mô hình là đầu tư rất hiệu quả và vừa bảo vệ môi trường nhưng mà vừa lại có thêm cái thu nhập. Đấy, ví dụ như bà con thấy ở đây, sau khi mà phân được tách ra khỏi cái phân bò tươi thì nó khô, cho nên là đã đóng thành bao. Thế thì trước nay ấy, thì là phân bò tươi ở trong kia ấy, thì bà con lại đem ra bà con là bón luôn cho cỏ. Thế nhưng mà cái lượng phân bò càng ngày nó càng nhiều mà đồng cỏ nó có hạn thôi. Thế cho nên là như thế thì nó dư thừa, cũng không phải là tốt mà nó ngộ độc cho cái cây cỏ. Thế sau khi mà gia đình đầu tư làm một cái mô hình như thế này và có được cái máy ép phân tách nước thì cái nước phân mà được tách ra ấy, thì lại bơm ra. Đây gia đình đầu tư hẳn một cái hệ thống bơm ra cái đồng cỏ thì hoàn toàn cái nước đó đã đủ cung cấp phân để mà cho cái đồng cỏ lên rất tốt rồi. Thế còn lại cái bã thì như lúc nãy tôi vừa nói với bà con đấy, đấy lại là ra được một cái nguồn thu nhập đáng kể nữa. Thế thì đầu tư một cái máy như thế này là hoàn toàn trong cái sức của bà con, vì thực ra một cái trang trại bò sữa rồi cái trang trại bò ấy thì một con bò nó lên đến 30-50 triệu, có những con bò lên đến gần 100 triệu chứ không phải ít. Thế thì với một cái máy như thế này so với một con bò đầu tư ban đầu ấy, nó không phải là nhiều nhưng mà nó giải quyết được nhiều vấn đề, vừa là về môi trường, ô nhiễm môi trường, vừa lại tạo thêm cái nguồn thu. Thế thì nhiều bà con ấy cũng trăn trở là liệu cái máy này ấy, nó có bền không. Ví dụ như đầu tư ra cái máy thì lo nhất ấy là nó sẽ hỏng vặt, mà hỏng vặt thì ở đâu sẽ sửa cho. Thì mua của công ty ấy, thì 6 tháng 1 năm đầu tiên là công ty đã có những cái hình thức phải bảo hành cho bà con rồi. Thế nhưng mà thực tế thì với cái mô hình này đầu tư 3 năm rồi thì cái chuyện hỏng vặt ấy là nó không có. Vì thực ra nhìn thế thôi chứ cái máy nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì cả. Ở dưới kia ấy, thì có một cái hệ thống bơm để nó hút phân lên, đưa lên trên này. Thế sau đấy ở trên này ấy, thì là ép phân thì nó có duy nhất một cái động cơ điện thôi. Ở trong này ấy, có một cái lưới ở trong này, nó rất cực kỳ đơn giản. Chính vì thế thì nó cũng không khác gì cái máy bơm ở nhà mình cả, máy bơm mà bà con dùng cả, cho nên nó không có cái gì để hỏng. Tất nhiên là nó đã ở đặt được ở trong cái môi trường này thì công ty đã tính toán là làm sao nó chịu được cái môi trường như thế này. Vì nó không phải những cái môi trường như phòng thí nghiệm hoặc gì bảo nó sạch được. Đã môi trường này chắc chắn là nó phải có bụi, nó phải có những cái tác động thì đã được tính toán. Cho nên là đầu tư cái này rất hiệu quả. Mà xu hướng ấy thì để cho cái làng quê của mình, cho cái nơi mình sống xanh sạch đẹp thì bà con sẽ đầu tư những cái này là phù hợp. Hiện tại nhà nước cũng đang có những chính sách về cho vay vốn để mà bà con đầu tư cải thiện những cái môi trường chăn nuôi, môi trường sống. Thì đây là một cái thiết bị, một cái máy mà rất hiệu quả. Theo đó, chất thải chăn nuôi gia súc được đưa vào hầm lắng. Máy tách ép phân khi khởi động sẽ tự động hút phân từ hầm lắng lên, ép thành phân khô. Loại phân khô này tơi xốp như mùn cưa, có độ ẩm từ 15 đến 25%, làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Nước phân một phần sẽ chảy vào bể bioga tạo khí để sử dụng cho nhu cầu của trang trại. Một phần sẽ chảy về một bể khác có hệ thống sục với men vi sinh để xử lý trước khi sử dụng tưới cho cây trồng của trang trại. Bà con đang ở xa không đến được những cái cơ sở đã lắp đặt rồi thì qua cái những hình ảnh mà chúng tôi quay trực tiếp này để bà con thấy nó rất đơn giản thôi, vận hành cực kỳ đơn giản. Còn sản phẩm nó thì ra như thế này. Nói đúng từ là đây nó là phân nhưng mà nó rất là sạch. Đấy, nó khô rồi. Nhưng nếu mà nó ở giai đoạn ban đầu thì nó như thế này thì đúng là bẩn quá, đúng không ạ? Vì nó có cái lượng nước ở trong này. Thế nhưng mà lên đến đây rồi, khô rồi và lại sau nữa đóng vào những cái bao như thế này
thì tuyệt vời rồi, vận chuyển đi đâu tuyệt vời, khô lắm, sạch sẽ lắm. Đây, tôi cầm, không hề ướt ra ngoài, đóng vào những cái bao ở trong nó là ni lông, ở ngoài nó là cái vỏ xác rắn. Nếu bà con muốn tư vấn hoặc là muốn có những cái câu hỏi nào đấy thì xin bà con gọi cho cái số điện thoại là 02422050505 của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú. Đấy là cái hãng máy 3A. Và nếu mà bà con biết vào website thì đấy là máy 3A.com thì sẽ được giải đáp đầy đủ những cái thông tin về cái máy này. Và nếu bà con ở những cái vùng mà có thể có cái chưa có những cái đầu ra tốt cho sản cho cái phân này thì chúng tôi có thể tư vấn cho. Chúng tôi sẽ kết nối giữa bà con cung cấp với những cái đơn vị mà người ta mua những cái phân này về để người ta làm những phân hữu cơ hoặc là phân vi sinh. Vâng. Xin chào bà hẹp con, hẹn gặp lại. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422050505 ở khu vực miền Bắc và 098493099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.